hello, ta chào Xin chào toàn thể tất cả các bạn. À, hôm nay thì cô sẽ xin chia sẻ với các bạn về bài tiếp theo đó là bài số 6 Uúa dầu ý cưa cưa cửa. Uúa dầu ý cưa cưa cửa. Tôi có một người anh trai. Như vậy thì à, theo thông thường cũ thì cô vẫn luôn nhắc các bạn đó là các bạn nên chuẩn bị cuốn sách câu khẩu ngữ tiếng hán ba bốn năm đó để chúng ta tiện học trong cái à, chương trình chúng ta học à, thi HSK cấp 3 <laughs> và cũng như bình thường thì ngày lão sư sẽ dạy là học tiếng Trung 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì các em cứ thế mà theo mà học thôi và cái chương trình này thì cô cũng hy vọng là sẽ hỗ trợ thêm chứ còn các bạn nên tham gia học lớp để làm gì để còn viết chữ để còn có những cái thắc mắc thì hỏi giáo viên mình trực tiếp hơn còn cái này thì là cô về chia sẻ kiến thức cho những bạn nào ở xa xôi không có thời gian đến lớp cũng không có nhiều hơn là không có điều kiện để lên lớp thì các em có thể nghe thêm và học thêm tự học được đối với bạn nào siêng nhé. ti lưu cờ, bài số 6, úa dầu ý cưa cưa cửa, tôi có một người anh trai. Ní dấu chỉ cơ bẩn chứ, ní dấu chỉ cơ bẩn chứ, bạn có mấy quyền vở. úa dầu ý cơ bẩn chứ, các em nhớ cái lượng từ là cơ, tức là nó thuộc về lượng từ, Nghe hơi lạ tai, lượng từ là gì? Lượng từ là từ dùng để chỉ đơn vị đo lường Số đếm thì nó là số lượng từ à. nên, Cho nên khi hai cái này nó đi chung với nhau Thì bao giờ người ta gọi là số lượng từ Là số từ đứng trước lượng từ rồi đến danh từ Người ta gọi tắt tên là số lượng từ Bài số 6 này đặc biệt các bạn chú ý đến đó Chính là lượng từ Lượng từ là từ gì? Là từ dùng để chỉ đơn vị đo lường Cô ví dụ như là khi mình nói đến xăng cộ thì mình nói đến lít. đấy Mình nói đến km, mình nói đến kg, mình nói đến cái, đến con. Thì cái đó người ta gọi là lượng từ hoặc là tấm. đấy à, Thì những cái từ đó người ta gọi là lượng từ. Để làm gì? Để gì? Để định hình cái đơn vị đo lường của các sự vật sự việc. <laughs> Vậy thì chúng ta à, cũng rất là giống tiếng Việt thôi. Ví dụ mình nói là một ngôi nhà. Đấy thì ở tiếng Trung họ cũng nói là một ngôi nhà trong này người ta là một nhà à, như vậy nhà mà nhà như thế nào một nhà hai nhà ba nhà mấy ngôi nhà à, thì đó người ta gọi là số lượng từ các bạn như vậy thì vở thì có mấy cuốn vở là đọc từ tiếng Trung uh, đọc là gì vấn từ mà vậy lượng từ của quyển vở đọc là ý cơ ý cơ một quyển cơ là quyển như vậy vậy khi cô nói hai quyển thì cô sẽ nói là gì lèng cửa Lẻng cơ bẩn chữ Chứ cô không thể nói là ơ cơ Bởi vì phía sau lượng từ Thì số 2 đọc là lẻng Không đọc là ơ Đó là nguyên tắc <laughs> Nhưng em thấy là đa số mà Khi mà bên ngoài người ta giao tiếp Người ta là lẻng cơ, lẻng cơ, lẻng cơ Không Không bao giờ ta nói ơ cơ Vì sao vậy? Vì đó chính là nguyên tắc về dùng lượng từ <laughs> Lưu ý dùng cô nha Tiếp tục Anh ấy có hai tấm bản đồ Vậy thì đầu tiên người ta sẽ hỏi là gì? Anh ấy có mấy tấm bản đồ? Tha yếu chỉ trang tỷ thủ <laughs> Anh ấy có mấy tấm bản đồ Tha yếu liàng trang tỷ thủ Anh ta có hai tấm bản đồ à, Như vậy thì lượng từ tấm ở đây đọc là gì Trang thanh một kéo dài ZH cong không bật hơi trang lẻng trang lẻng trang tỷ thủ tha yếu lẻng trang tỷ thủ ní yếu chỉ trang tỷ thủ á ừ, bạn có mấy tấm bản đồ vậy ủa chứ yếu ý à, vậy thì mình nói là một một tấm thì mình nói là y trang tấm, thì nó có cái diện tích như thế này thì mình dùng từ trang. À, còn từ cái là cơ hồi nãy đó thì dùng rất là nhiều, bởi vì cái từ đó dùng phổ biến các bạn, cơ là cái con nhiều lắm. <laughs> Tiếp tục, bạn mua quấn từ điển nào? Ní mái là y bẩn xứ tiền. Thì đến khi cái từ quyển quyển từ điển này á thì người ta dùng là từ bẩn, <laughs> bộ mộc gạch ở dưới cho cô bẩn y bẩn chứ tiền một quyển từ điển thì lúc này người ta lại không dùng là gì ý cơ chứ tiền vì sao vậy vì lượng từ của sách thì nó lại là bẩn là quyển nhưng mà ở việt nam mình thì nó khác nhau một cái là mình dùng vở với sách thì giống nhau đều là đều quyển hết nhưng mà tiếng trung thì lại không dùng như vậy tiếng trung dùng vở thì lượng từ nó là cơ đó. mà dùng sách thì dùng là bẩn, <laughs> Ủa mày chưa bẩn chứ tiền? Tôi mua cuốn từ điển này. Chờ, đại từ chỉ định hả? Chờ, na Bạn có mấy chị gái, mấy em trai? nǐ yếu chỉ cơ chả cha, chỉ cơ tì tì Ủa ý cơ chả cha, lèng cơ Tôi có một người chị gái và hai người em trai <laughs> Thì cái động từ cơ đó, thì cô nói rằng là nó sử dụng rất là phổ biến <cười> 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 Xin lỗi các bạn qua wow, tại cô dạy nhiều quá nên bị mất tiếng <laughs> thì khi mà chúng ta dùng cái từ cơ lưu ý đó là lượng từ và dùng cho đơn vị người cũng vậy nhưng mà trong một số trường hợp dùng cho người thì chúng ta lại dùng từ way ví dụ cô nói là gì uh, y way lão sư uh, uh, thì cái từ way này nó mang tính là quý vị các okay. em uh, tôn trọng nhá từ bình thường là cơ hết không ảnh hưởng gì cả tiếp tục các em mở ra trang uh, 38 tiếp theo Hôm nay chỉ chúng ta sẽ học tiếp theo về phần phai in là phần phát âm. Các em mở ra trang 38 để tiện theo dõi nhé. Sơn mù thanh mẫu. thì ở đây họ sẽ so sánh là âm bật hơi và âm không bật hơi. Bật hơi là gì? gọi là bật hơi đó. Âm bật hơi và âm không bật hơi. thì Trong tiếng Hà nó có tác dụng như thế nào? Nó có tác dụng là phân biệt ý nghĩa của các từ khác nhau. Vì vậy chúng ta phải chú ý cái ý nghĩa của nó. <laughs> Ví dụ cô nói là từ ba... À, khi cô đọc là từ pa ở à, bùi giang à, à không giống nhau à. và tiếp tục từ tưa thưa cưa khưa, ok chứ 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 chi chi bùi giang à, bạn nào biết phân biệt rồi thì thôi bạn nào chưa biết cô gợi ý một tí nữa đó là các em nên vào bảng bảng chữ cái tiếng trung cô dạy phần phát âm này rất là rõ Thứ nhất là phần bật hơi âm miệng à, âm miệng à. Ba, 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 ba. À, ba hoặc là bua à, bi bu ok nhưng mà phần chữ b phở đó thì các bạn phải bật hơi hai cái miệng mình ngập chặt luồng hơi đẩy từ phía trong ra ngoài phở thì khi chúng ta ghép với a chúng ta đọc là pa hoặc là pua pi pu pai pay tầng tầng vân vân ok tiếp tục âm tưa là âm đầu lưỡi trước tờ tưa ta tây tai ok thờ chữ T của mình đọc là thành chữ thờ thi thi chú chiếu thuê mà họ thi ok tiếp tục âm cờ và âm khờ đó chính là cái âm yết hầu này chúng ta sẽ đọc là cưa chúng ta đọc là cưa à, cưa và âm k đọc là khưa Chả hiểu là cô dạy tiếng trung như thế nào nhưng mà cô hay bị uh, <laughs> mất tiếng là bởi vì những cái âm cuống họng á, mình phát âm mạnh á nó sẽ hơi hao hơi tổn tổn sức mình đấy hoặc là các bạn nghe mấy cái âm mà Chư Hoặc là Chư Đấy, nó bật hơi Bật hơi rất là nhiều các bạn nhé Đấy, thì cái này người ta gọi là âm đầu lưỡi trước thẳng Thẳng thì nó không cong, không bật Chờ 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 Chư Nhưng mà âm chữ C Thì chúng ta phải bật hơi ra Nhưng mà bật thẳng Chư à. Còn tất cả có H trong tiếng Trung là cong hết các bạn Ví dụ như là ZH chúng ta đọc gì Chư Y chư bỉ Một cây bút Chữ CH chúng ta đọc là gì chữ ở à, chính nhị phan mời bạn ăn cơm và tiếp tục âm mặt lưỡi áp sát tắc trong chúng ta đọc nhìn miệng hai hàm răng ngậm này à, chi và âm quy chúng ta bật hơi là chi bẻ sang chi là đừng có giận nữa ví dụ như vậy sầu chi của tôi chi đó là điện thoại của tôi ví dụ như vậy <laughs> thì à, khi các em bật hơi và không bật hơi thì cái ý nghĩa hoàn toàn khác nhau không có giống nhau vì vậy chúng ta nên chú ý cái cách phát âm gọi là pha in bạn nào mà học bản chữ cái tiếng trung trong xen vào ngoại ngữ uh, càng uh, lưu loát thì khi các em vào giao tiếp rất là dễ các em phân biệt được là bật hay không bật cong hay không cong thẳng hay không thẳng <laughs> tiếp tục về phần ví dụ cô đọc tiếp theo pa là bố pa là sợ cưa là bài hát à, uh, cưa là bài vở chi là ghi nhớ chi là khí bẻ sang chi <laughs> là họ đừng có giận nữa ti là rơi thi là đá thi chú chiều cái đá banh đá bóng chữ y trang chữ một tờ giấy chính thì cái của y trang chữ khởi mà họ chữ giấy và khi chúng ta cũng là bật hơi ra cũng chữ nhưng mà chúng ta bật hơi ra chữ thì là tức là thước đo nhé tiếp tục các bạn về phần thanh điệu sân à, tẹo thanh điệu hôm trước thì cô có dạy về phần bài năm cô có gợi ý đó là phần chữ bu và cô hay nói vui đó là bu di khi mình có bu di thì xe máy nó chạy tốt thì khi chúng ta học tiếng trung đấy chúng ta nắm được biến điệu của bu và di thì chúng ta giao tiếp thành công bởi vì nó biến điệu cho nên khá phức tạp vì vậy lưu ý giúp cho cô từ y thành một bản chất là thanh một y có nghĩa là nhất một đấy chúng ta đọc là y nhưng nó lại biến khi nó gặp thanh bốn thì nó lập tức biến thành thanh hai đọc là ý ý cờ rợn, một người ví dụ như vậy còn khi gặp các thanh khác thì nó lại đọc là thành thanh bốn câu ví dụ như sau cô đọc bài âm gốc của y là thanh một khi dùng một mình hoặc để làm số thứ tự thì đọc là thanh một nhưng khi nó đứng trước thanh một hai ba thì đọc thành thanh bốn nhưng khi nó đứng trước thanh bốn thì đã đọc thành thanh hai đó là nguyên tắc của biến điệu của y ok bây giờ cô sẽ gợi ý đọc uh, trong trang 38 các bạn theo dõi nhé Y là số 1 Sử sì Y là 11 Ti Y là thứ nhất Y Yue thảo 1 Y Trắng tầng 1 Tiếp tục phần số 2 Khi cô ghép với Y Cộng với lại thanh 1 hai, hai thanh 1 đi cùng thì lập tức thanh đầu sẽ thành thanh 4 Vì nó là giữ nguyên Y Trang Y Bian Y Jin Y ban, Y Sheng Y Tian Y Ken Y Xie ừ. Y Trang một tấm y bian một lần y tin nửa cân tức là một phần hai kg ấy y pan thông thường y sơn một đời y thiên một ngày y cân một gốc y xia một chút <laughs> và tiếp tục số ba chúng ta sẽ ghép với y cộng với thanh hai thì lập tức y biến thành thanh bốn và thanh phía sau giữ nguyên cho ta đọc y shí, y zhí, y jí, y lián, y tóng, y tóu, y như vậy thì cái từ y chữ á, tức là luôn luôn ví dụ như vậy thì chúng ta nhớ đại khái để chúng ta sẽ nhớ cái cái phát âm. Tiếp tục thanh 1 cộng với thanh 3 thì chúng ta sẽ đọc như sau. Y tiǎn, là là một chút. Okay, y tiền Y tiǎn hơi bận. Một chút đó là hơi. Y liǎng 一览一集一首一早一把一种，呃，từ y y y y trùng nghĩa là một loại. À, tiếp tục chúng ta đọc uh, lưu ý là khi y cộng với thanh bốn thì lập tức y biến thành thanh hai, thanh bốn phía sau giữ nguyên. Cho đọc ý khoai, y khoai hả à, là một cục hoặc là một đồng chúng ta đều dịch được tùy ngữ cảnh nhé. Y ban, y tai, y khở, y cai, y quan, y tinh, y tai, ok. Khi chúng ta đọc thanh bốn, chúng ta đọc rất khoát giọng cho cô ý khoai chúng ta đọc là ý khoai không đọc như vậy chúng ta đọc ý khoai rất uh, gắt giọng nhé rất khoát ok bây giờ sẽ đến phần từ vựng à, từ vựng thì hỗ trợ cho chúng ta có nhiều kiến thức để chúng ta giao tiếp ghép câu thành công như vậy thì chúng ta sẽ mở về trang 39 đọc phần từ mới sân chữ sân chữ từ mới dẫu có nghĩa là có ủa dẫu là tôi có. Ủa dầu ý cơ cơ cửa tôi có một người anh trai. Ủa mấy dầu ý cơ cơ cửa tôi không có một người anh trai nào cả. Ủa mấy dầu thì chúng không cần là ý cơ hả? Ủa mấy dầu chứ không cần lượng từ. Ủa mấy dầu cơ cửa. Tại vì mình không có thì mình không cần phải lượng từ. Nhưng khi có thì chúng ta phải xác định lượng từ là có một hay có hai có ba đấy liên quan như vậy nó khác nhau em bài này đặc biệt là chú ý đến gì lượng từ đọc là lượng từ lượng từ chú ý chỉ, chú ý lượng từ <laughs> và tiếp tục từ cơ là cái là con à ý cơ rẩn một người à ý cơ bẩn từ à, ví dụ như vậy à ý cơ hải vân vân từ bẩn là dùng cho quyển vở y bẩn su một quyển sách y bẩn chữ tiền một cuốn từ tiền <laughs> tiếp tục từ số 4 từ bả đây là lượng từ chỉ cái cầm nắm các em ừ. ví dụ như cô nói là cái chiếc ghế mình cầm nắm thì chúng ta phải dùng là gì À, y bả y chư, y chư là cái ghế, y bả y chư một cái ghế. <laughs> từ số 5, y chư, từ số 6 là chư, lượng từ của cây bút hoặc là chiếc, cái hình cây nhọn, à, cây thon thon đó ha. Đó là, gì? Chư, y chư bị một cây bút. Okay. Ní yếu gì chữ bỉ ua dấu liàng chữ bỉ Bạn có mấy cây bút? Tôi có hai cây bút. Lèng trừ bỉ Lưu ý cho cô không đọc là ơ trừ Bởi vì là lượng từ thì chúng ta đọc là lẻ Không đọc là ơ okay. Tiếp tục Số 7 Bỉ Số 8 Chỉ Tức là khi dùng để hỏi mấy Mấy tức là nhỏ Là gì? Từ 1 cho đến 10 Nhưng mà trên 10 thì ta dùng cái từ là tú hoa xào à. Ní dấu tú xào, bỉ, Bạn có bao nhiêu bút? À. Chứ còn bạn có mấy cây bút? Chúng ta nói ní dấu chỉ chữ bỉ <laughs> Tiếp tục lẻng là hai chỉ khi nào phía sau có lượng từ chúng ta dùng số 2 đọc là lẻng không đọc là ơ lưu ý tiếp tục từ vựng số 10 đọc là trang thì cái từ này dùng cho diện tích tấm các bạn nhé ví dụ như một tấm bảng một tấm tranh hoặc là một tấm gì đó thì chúng ta đọc là trang một tờ giấy cũng như vậy một tấm ảnh cũng như vậy hả y trang pen y trang chữ y ờ, trang ờ chấm nào Y chang ti thủ ở okay, cái một tấm bản đồ vân vân nhé các bạn à, tấm Y chang ti thủ Và từ số 11 đọc là ti thủ Hoặc là y chang chúa chữ một tấm bản Chúa chữ là cái bản các bạn <laughs> Tiếp tục hoặc là y chang trọng một cái giường thế cái giường nó có diện tích các bạn Cho nên dùng từ trang mà không dùng từ cơ à, Hoặc là y chang bao chữ một tờ báo bao chữ là một tờ báo báo chí nhé các bạn à, Tiếp tục nở là nào Nhá, nào đâu nhưng mà khi chúng ta đọc nó mà có er cong ấy thì nó chắc là ở đâu nơi nào nhá ừ. tiếp tục từ số 16 sáu là tờ giấy y trang chữ một tờ giấy của giao y trang chữ chính là cái của khởi mà tôi cần một tờ giấy bạn có thể cho tôi được không uhm. <laughs> tiếp tục số 17 bảy bao là gì cặp sách à, ý cơ XU bao một cái cặp sách. Ủa mấy hiểu su bao tôi không có cặp sách. Ủa mãi su bao tôi mua cặp sách. Ủa giao mãi tôi cần mua cặp sách thì tùy ngữ cảnh các em dịch nhé. Su bao là cặp sách. Vậy thì su chính là sách mà bao chính là cái cặp. Su bao là cặp sách. Vậy thì chản bao là gì? Ví tiền. Ok. À, bao là ví tiền nhé các bạn nhé. Vậy thì phí bao là gì? Cặp da, ví da của các cô gái hay đi du lịch ấy tiếp tục từ số 18 đọc là rẩn là người ít cơ họ nếu man nhớ chỉ cơ rẩn hoặc man sức cơ rẩn các bạn có mấy người chúng tôi có bốn người rẩn là người nhân là người nhé tiếp tục từ vựng số 19 đọc là từ gì hứa là và của hứa thì tôi và bạn y chỉ xế xí HÀN gì cùng học tiếng hoa ví dụ như vậy <laughs> từ và thì nó là một loại liên từ Cô gợi ý luôn thế nào gọi là liên từ liên từ là từ dùng để nối từ với từ uh, câu với câu ý với ý vế với vế đoạn với đoạn thậm chí là chương với chương nhé uh, nó nối nó là từ nối tôi và bạn thì khi nó nối thì nó phải là đồng với nhau nó mới nối được ví dụ như câu hỏi là danh từ với động từ nối nhau được không không danh từ nối với danh từ động từ nối với động từ uh, thì nó có thể thì dùng liên từ được còn nếu không thì chúng ta không thể nối được đâu các bạn nhé ừ. cái gì nó phải bình đẳng với nhau á, đồng với nhau á thì chúng ta mới nối được à. <laughs> và bây giờ đến phần đó chính là các bạn ngại khó đúng không trang 40 đó chính là bài tập thay thế mẫu câu thì cô sẽ xin chia sẻ phần này để giúp các bạn bớt khó khăn trong vấn đề là tự học tiếng Trung tại nhà hoặc là học ở xa mà không thể đến văn phòng học của cô được thì các em có thể là tự học thì cô sẽ hướng dẫn giải bài tập số 1 <cười> <cười> xin lỗi các bạn có hay bị ho quá hay bị hụt hơi á <laughs> cô rất muốn là sẽ chia sẻ kiến thức này và ngoài ra thì cô sẽ còn chia sẻ một cái giáo trình đài loan nữa thân gửi đến cho tất cả các bạn độc giả các bạn học giả ở trên khắp mọi miền. Nếu các bạn uh, muốn liên kết với Xem phòng Ngoại Ngữ học tiếng Anh và tiếng Hoa thì các bạn có thể điện thoại 093 887 6359 để được hướng dẫn trực tiếp cụ thể uh, và sẽ chia sẻ mọi thắc mắc đối với các bạn hoặc là các bạn có thể comment phía dưới phần Youtube của cô nhé. Bây giờ thì vào bài tập số 1. Ní yếu chỉ cơ bẩn chứ bạn có mấy quyền vợ? Tôi có một quyển <laughs> vở như vậy thì khi mà ứng dụng vào bài tập các em lưu ý chúng ta thế cái gì? Thế từ từ gì? Từ chỉ là mấy để vào chúng ta hỏi. <laughs> khi hỏi chúng ta đổi nỉ và khi trả lời chúng ta trả lời là của lưu ý điều này, rất nhiều bạn hay nhầm. À, ní dấu chí bẩn su, bạn có mấy quyển sách? Ủa yếu y bẩn su, tôi có một quyển sách. Cô đang thế vào nhé các bạn theo dõi nhé. Ní dấu chí bá y chứ bạn có mấy cái ghế? ầu tôi có một cái ghếm bạn có mấy cây bút tôi có một cây bút các bạn từ từ thế vào và viết bài tập ra giúp cô nhé phần số 2 ththa thủ anh ta có mấy tấm bản đồ ththa thủ anh ta có hai tấm bản đồ vậy tiếp tục như vậy cô sẽ thế vào nhưng ở đây khác nhau một cái là khi hỏi tha tức là anh ta thì trả lời là tha thì cái bộ nhân đứng này các em là chỉ về nam giới. Tức là tất cả những người con trai vắng mặt thì là tha hết. Nhưng mà nếu tất cả mà giới nữ mà vắng mặt ngôi thứ ba chúng ta dùng bộ nữ là chỉ con gái. Tha. Ok. Bây giờ chúng ta thế vào tha anh ta nhé. Anh ta có mấy cái bàn. Ha. Tha yếu chỉ trang chúa chữ. Tha yếu lẻng trang chúa giữ nhớ từ số 2 đọc là lẻ không đọc là ơ bởi vì sau là lượng từ trang ok tha dấu chỉ trang thoáng tha dấu liền trang choáng anh ta có mấy cái giường anh ta có hai cái giường tha dấu liang trang họ cái này các em phải gắt giọng xuống họ ok tha dấu liang trang họ ok Tha yếu, anh ta có mấy bức tranh, anh ta có hai bức tranh. Tha dấu, liền trang bao chữ anh ta có mấy tờ báo. À, tha yếu, trang bao chữ anh ta có hai tờ báo. Tiếp tục bài tập số 3, trang 41, các bạn tiện theo dõi nhé. Ní mái nào, y bẩn tiền. Bạn mua quấn từ điển nào? Ủa mãi gì đây? Chờ y bẩn tiền. Tôi mua quấn từ điển này. Ní mái nào, à, cái từ này chúng ta nói là gì? Nào, cơ sụ bao. À, nghĩa là gì nhỉ? Bạn mua cái cặp sách nào? Ủa mãi chơ gì đây? Chơ cơ su bảo tôi mua cặp sách này. Ní mái nở à, trang tỷ thủ. Ní mái nà trang tỷ thủ. Bạn mua cái tấm bản đồ nào? Ủa mải chơ trang tỷ thủ. Tôi mua tấm bản đồ này. Ní mái nở bà chứ tiền. À, thì cái từ này là gì? Bạn mua cái gì đây? Cái ghế nào? À, thì ở trong này người ta để lượng từ vào luôn cũng không sao cả các bạn nhé kể cả không có lượng từ cũng không sao cả à ní mái là y bả y chứ họ ủa mãi chơi y bả y chứ tôi mua cây ghế này thì khi mà mình trả lời là cái, cái cái cái, từ khẳng định có chúng ta phải để lượng từ vào và số lượng từ vào nhé tiếp tục ní mái là y trừ bị bạn mua gì đây cây bút nào ní mái là y trừ bị bạn mua cái cây bút nào Wǒ mǎi zhè zhì bǐ hoặc là wǒ mǎi zhè yì zhì bǐ đều có thể nói ha. Ok. Tôi mua cái bút này. Bài tập số 4 tiếp theo các bạn. Nǐ yǒu jǐ ge jiě jiě? Ha, jǐ ge dì Bạn có mấy người chị gái, mấy người em trai hả? Wǒ yǒu yī cơ jiě jiě, liǎng ge dì dì. tôi có một người chị gái và một người em trai tiếp tục thế vào các bạn câu này hơi dài và phức tạp các bạn chậm theo dõi nhé à, <cười> <cười> ní dấu chỉ trang chua trừ chí bá ý, ý ha bạn có gì đây mấy cái bàn và mấy cái ghế ủa dấu gì đây à, y trang chua trừ lén bá ý tôi có một cái bàn và hai cái ghế tiếp tục ní dấu chỉ cơ bẩn chứ chỉ bẩn su <laughs> bạn có mấy quyển vở, mấy quyển sách. Ủa dấu ý cơ bẩn chứ, léng bẩn su. Tôi có một quyển vở, hai quyển sách. Tiếp tục. Ní dấu chỉ trang chữ, chỉ chữ bỉ. Bạn có mấy tờ giấy, mấy cây bút. Trả lời là. Ủa dấu ý trang chữ, tôi có một tờ giấy, léng chữ bỉ, hai cây bút. À, các bạn lưu ý bài tập nhé. <laughs> từ từ thế vào và sẽ tập nói theo cô nhé tiếp tục về đến phần tiểu hội hoa số 5 phần hội thoại <laughs> cô đọc trước các bạn đọc sau ti toán ok nì cha yếu chỉ cửa rần đây là cuốn sách này là giao tiếp khẩu ngữ cho nên người ta dùng từ cơ nhưng trong cái phần bài thi các em thì khi người ta hỏi là nì cha yếu chỉ khẩu rần nhà bạn có mấy người thì người ta dùng chữ bộ khẩu đấy là dùng nhân khẩu lượng từ thì khi mà dùng đáp án mà hỏi là, là cơ hay khẩu thì chúng em phải các em phải đền từ khẩu vào là miệng ấy nhà các bạn có mấy nhân khẩu có mấy người ăn ấy nhé là yếu chỉ khẩu rồi còn trong giao tiếp chúng ta có thể khởi khởi xua khẩu khởi xua cơ mấy vấn đề đó họ ok trả lời là của cha yếu ủ cơ rồi nhà của em có 5 người Ní yếu chỉ cơ tì tì Họ, bạn có mấy người em trai? À, Nếu dấu chỉ cơ tỷ tỷ Các em bắt động dùm cô Nếu dấu chỉ cơ tỷ tỷ Tôi có một người em trai Nếu dấu mê, mê mê má Bạn có em gái không? Nếu dấu ý cơ mây mê, mê Tôi có một người em gái Ní cha có chỉ cơ rẩn Nhà bạn có mấy người? Bố cha dấu dấu ủ cơ rẩn Bố dế dế Bố nải nai Bố bà mà Hứa nhà của tôi cũng có năm người ba của tôi uh, ờ <laughs> à yeah, yeah, tức là ông nội các em nhé ông nội của tôi bà nội của tôi ba của tôi mẹ của tôi và tôi à, hứa của các bạn này thì tùy gia đình mỗi người có gia đình mình có ai thì mình giới thiệu ví dụ như chị gái đọc là chìa chia anh trai đọc là cưa cửa em gái đọc là mê mê em trai đọc là tì tì hứa của tức là tôi bao giờ cũng để cuối cùng các bạn nhé ok Tiếp về phần tiếp ở toàn nỉ chuy nọ. Hả, bạn đi đâu vậy? Ủa truy sang tiền họ tôi đi cửa hàng. Ní mái sầm hả? Bạn mua gì đấy? Ờ, ủa mái y trừ bỉ lẻng cơ bẩn chứ. Tôi mua một cây bút và hai quyền vở. Ní mái sụ bao mà. Bạn mua cặp sách không? Ủa dầu sụ bao. Ủa bù mái sụ tôi có cặp sách rồi tôi không mua cặp sách vậy thì cái từ không mua đọc là gì ủa bù mãi tôi không mua ủa mãi là tôi mua rồi tỷ lưu khẩu ẩn tỷ toàn ok ờ hùa cha yếu ba cơ rẩn ủa ba bà ủa má mà hứa ủa ủa yếu ý cơ cơ cửa lèng cơ chữa cha ý cơ ý cơ các em tự phiên dịch giúp cô nhé. Cái này các bạn có thể comment phía dưới Còn bạn nào không biết thì chút hồi cô sẽ gợi ý sau Ti ở toán Xem trai Wo chi sang tên Wo mai y cơ báo Lèng San cơ bẩn chứ San cơ bẩn chứ Ok Ây, tôi San cơ bẩn Có nghĩa là gì ở à, bây giờ tôi phải đi cửa hàng Tôi mua cái gì các bạn Một cặp sách Hai cây bút và Ba quyển vở Đoạn số 1 sẽ dịch như sau. Nhà của tôi có 8 người. Ba của tôi, mẹ của tôi và tôi. Tôi có một người anh trai, hai người chị gái, một em trai, một em gái. Tổng cộng nhà tôi có 8 người. Ý cung của cha hiểu ba cơ Tiếp tục phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp các em mở ra. Chú ý phả. À, trang 43. Trong tiếng Hán, nếu như trước một danh từ có số từ, nhìn chung giữa số từ và danh từ, <laughs> Thường thì cho thêm lượng từ à, thường cho thêm lượng từ như vậy thì ở giữa số từ và lượng từ thì có thêm lượng từ cho nên người ta gọi tên là số lượng từ để chúng ta dễ nhớ số tức là số đếm lượng tức là đơn vị đo lường và danh từ phía sau thật số lượng từ rất là dễ nhớ các bạn nhé Ok <laughs> số từ khác nha à, số từ lượng từ và danh từ gọi tắt là số lượng từ nha Bây giờ cô sẽ nói là câu số 1 của yếu ủ trừ bí ma? à, tôi có 5 cây bút bù nẩn xua không thể nói ủa dầu ú bỉ tôi có 5 bút tiếng việt cũng vậy thôi mình đâu có nói tôi có 5 bút mà mình phải nói là tôi có 5 cây bút lượng từ cây ok câu số 2 thờ mãi lẻng trang họ ok anh ta mua hai bức tranh bù nẩn xua thờ mãi lẻng họ à, không thể nói anh ta mua hai tranh được mà phải nói là mua hai bức tranh ok <laughs> tiếp tục trang 44 các bạn sẽ học tiếp theo nhé Mỗi một danh từ đều có lượng từ đặc định của nó. Ví dụ từ bẩn à, là lượng từ của sách, của à, tạp chí, của từ điển. Và từ chữ là lượng từ của bút, của bút chì là chèn bỉ. Từ trang là lượng từ của tỷ thủ, cho chữ. À, và gì? Bao chữ. Từ cơ là lượng từ có tính ứng dụng tương đối rộng. Bây giờ các bạn sẽ nhìn vào bảng trang 44. Cô hướng dẫn các bạn đọc cái này nhé. Bảng phối hợp giữa lượng từ và danh từ một là số từ là số đếm này một hai ba bốn năm một cái lượng từ tức là cơ bản bả trừ trang ok bây giờ chúng ta sẽ phối hợp vào danh từ nào ý một <laughs> học sinh ý cơ lão sư một giáo viên hoặc là y quay sư khi mà tôn trọng chúng ta có thể thay đổi tiếp tục ý cơ thủng xuế ý một phẳng yêu ý cơ rần ý cơ 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 ý cơ chia cơ ý ý chào sư ý xuế 一个班公室,一个汉词,一个书包,一个文字. Tôi khí soa hả? Ok. <cười> Phần này cô sẽ phiên, phiên dịch các bạn. Đó là một học sinh, một giáo viên, một bạn học, một bạn bạn bè khác nhau nhé. Bạn học và bạn bè bình thường khác nhau. Một người, một anh trai, một chị gái. Một em, em trai, một em gái. Một phòng học, một trường học, một văn phòng. Một chữ hán, một cái cặp và một quyển vở. Chúng ta đều dùng lượng từ đó chính là từ cửa chữ viết như sau cái bộ nhân và nét sổ <laughs> số 2 là lén bẩn su hai quyển sách lén bẩn chữ tiền hai quyển vở Sản bỏ ý chữ là ba cái ghế sư chữ bỉ bốn cây bút ủ trang chúa chữ năm cái bàn ủ trang trọn ủ trang trọn là năm cái giường ủ trang chữ năm tờ giấy ủ trang họa năm bức tranh ủ trang tỷ thủ năm tấm bản đồ và ủ trang bao chữ năm tờ báo <laughs> Tiếp tục phần số 2 chú ý nhỏ một chút cho cô Cô cũng gợi ý luôn từ cách dùng lẻng và ơ à, Lẻng và ơ đều biểu thị số 2 Trước lượng từ chỉ dùng lẻng và không dùng ơ Lưu ý, ví dụ cô gợi ý là hai học sinh Chúng ta sẽ nói là như thế nào các bạn nhỉ Ơ cơ sở sơn khởi mà Chúng ta nói là gì? Lèng cửa sửa sân Hai người học sinh Hoặc là gì? Hai tờ giấy Lèng trang trữ Chúng ta không nói là ơ trang trữ Chi tờ là mà Ghi nhớ, ở à, chú ý, chú ý Rồi, một lần nữa cô chúc các bạn học tốt tiếng Trung Và nếu các bạn thích à, phần học xem vàng ngoại ngữ à, Về cái chương trình à, học tiếng Trung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thì các bạn tiếp theo À, đợt sau cô sẽ chia sẻ với các bạn về ti chỉ khơ bài số 7 Tha mấy dầu tỷ tỷ anh ấy không có em trai à, Phần này là ua dầu tôi có Mai mốt là mấy dầu tức là thể phủ định không có Thể phủ định của dầu chính là mấy dầu không dùng bu dầu Hôm sau cô sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn bài số 7 tiếp theo Và chúc các bạn luôn luôn tinh tấn học tập tốt trong vấn đề chia sẻ kiến thức ngoại ngữ Anh Hoa xin chào tạm biệt tất cả các bạn nếu mọi thắc mắc các bạn có thể gọi đến số 093 887 359 để được giải đáp mọi thắc mắc về học tiếng Trung cũng như tiếng Anh nhé xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn và cô cũng nói luôn tiếng Anh thì học với giáo viên nước ngoài uh, do <cười> <cười> tiến sĩ đào tạo cho phải do cô uh, và lưu ý nếu bạn nào chưa có sách uh, câu khẩu ngữ tiếng Hán các em có thể liên hệ trực tiếp với cô hoặc là các em có thể mua trên Lazada các em có thể tiện theo dõi sách để chúng ta học tốt hơn trong cái việc học tiếng Trung nhé. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn.